Chào các bạn, mình là Photoshop. Mình là Nguyễn Hoàng Phúc và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách tách nền bằng Photoshop. Đầu tiên giới thiệu về stock chưa ha? Thì đây là những cái stock của mình sẽ áp dụng ngày hôm nay. Hai cái này. Trước hết là cái việc chọn stock, mình sẽ chia sẻ một số cái nhận định để chúng ta chọn được một cái stock nó khả thi cho cái việc tách nền này. Thì đầu tiên là những cái về sắc độ trước ha. Thì cái mình cần một cái ảnh mà có sắc độ giữa cái chủ thể mà chúng ta muốn tách ra với cái nền, nó phải thật sự là khác biệt nhiều. Càng nhiều thì nó đưa lại hiệu quả càng cao. Và ngược lại. Thì ví dụ ở đây thì ở đây tuy nó hơi có cái sự gần gần giống nhau, nhưng mà cơ bản là mình vẫn có thể ở đây vẫn có thể nhận biết được cái biên của nó như thế nào. Hoặc là ở đây nữa, đây cực kỳ dễ nhận biết ha. Thì các bạn có thể dễ dàng biết được là cái này nó chúng ta dễ sử dụng nhất là cho các ảnh chụp trong studio. Đó, thì chúng ta có một màu nền với một màu người thì nó dễ tách nền hơn. Còn những cái stock mà dạng như thế này là chúng ta gần như là thua rồi đó. Ví dụ đây nữa, ở đây thì còn có khả quan nếu như nó lớn hơn một chút ha. Thì đó, tức là mình ngắn gọn lại, mình sẽ cần một bức ảnh có độ tương phản màu sắc biên giữa chủ thể với nền phải lớn, và thứ hai nữa là chất lượng hình càng cao càng tốt. Bởi vì ví dụ ảnh nhỏ như thế này mà nó quá bé đi thì cái sự chênh lệch đây thì nó cũng không có đẹp lắm. Đó, thì ở đây mình sẽ thực hiện thao tác trên hai cái này. Thứ nhất là với một cái chủ thể có hình dạng dễ hình dạng hình khối á, nó dễ. Và thứ hai nữa là để tách tóc. Cái này chắc là nhiều bạn sẽ hỏi lắm, thành ra là mình sẽ đưa vào đây luôn. Rồi, mình sẽ thực hiện trên Photoshop CC. Có nhiều bạn hỏi mình máy của bạn không có Photoshop CC thì bạn có làm giống như mình không? Thì đơn giản thôi. Có một số chức năng mới thì mình chỉ có phong Photoshop CC CS6 chẳng hạn thì mình sẽ nói trước. Nhưng mà đa phần những cái công việc cơ bản mà mình làm ở đây, mình giới thiệu cho các bạn ở đây thì nó chỉ các bạn chỉ cần sử dụng Photoshop CS3 trở lên ok rồi. Ok, mình bắt đầu với này trước. Đồ ăn. Thì khi các bạn chụp đồ ăn chẳng hạn, các bạn muốn chỉnh sửa thì các bạn sẽ thay nền. Đó. Thì cái công việc thì cái việc làm tốt nhất là các bạn tách nền, tách cái đĩa đó ra và tạo thêm một cái nền mới. Thì đây là một số chức năng, thì đây là một cái cách làm để mình sẽ giới thiệu cho các bạn để chúng ta có thể thực hiện những cái bước về sau nó dễ dàng hơn. Thì các bạn có thể coi cái việc thao tác chỉnh sửa ảnh đồ ăn cơ bản vào bằng cách click vào cái link hiện ra ngay trong video phía dưới này đó. Ok ha. Thì đầu tiên là mình sẽ giới thiệu về cái công cụ đơn giản và dễ dùng nhất để mà chúng ta tách được những cái như thế, những cái hình dạng như thế này mà có vùng biên nó mình có thể nhận ra bằng mắt thường, nhưng mà có thể máy thì nó sẽ không có chính xác bằng chúng ta được. Có một số thứ mà chúng ta phải hơn cái máy ha. Thì đó là công cụ pen. Có một số bạn sẽ sợ công cụ pen này vì làm thế nào đó mà nó không có theo cái không có theo cái điều khiển của các bạn. Thì đây mình sẽ giới thiệu. Các bạn click ở đây chọn pen tool hoặc là bấm phím B. Phím B nó tự động nó sẽ chuyển về pen. Thì đầu tiên là các bạn sẽ click một cái tạo cái điểm đầu tiên á, click một cái vào đây ha. Và cái điểm tiếp theo các bạn làm lại ha, các bạn đè xuống đè chuột nha, nhưng mà chưa có thả cái chuột ra nha. Các bạn kéo lại nó sẽ ra cái hai cái neo cho bạn. Thì tiếp tục các bạn click tiếp vào đây, click tiếp xuống và nó hơi cong lên đúng không? Các bạn đưa kéo dài ra và đưa hơi nó lên, những các bạn ý này bắt đầu nó đi đó ra. Ở đây mình thấy nó có vẻ nó chưa ra cái biên lắm, thì các bạn sẽ đè phím control ha. Các bạn click
giữ vào trong cái điểm neo mà chúng ta muốn di chuyển đó các bạn. Di chuyển thì đây mình sẽ di chuyển nó đến cái biên mà mình thấy rồi, tới đây nó đang bị lệch mà các bạn buông tay ra rồi, ok ha. Thì các bạn sẽ đè phím Ctrl tiếp, đè phím Ctrl ha, đè phím Ctrl nó sẽ hiện ra con mouse này, vậy các bạn click vào điểm neo và kéo nó đó, thì nó sẽ trở lại như cái lúc bạn mới làm. Rồi tới đây mình thấy là tốt rồi, tiếp tục mình tạo nên một cái này và bạn kéo ra rồi. Đây chúng ta lại gặp tiếp một trường hợp nữa, nó bị cong quá thì làm sao để chỉnh sửa lại cái này. Các bạn đè phím Alt nhớ nha, đè phím Alt và chúng ta kéo nó xuống. Rồi sự khác biệt giữa cái việc mà chúng ta đè phím Ctrl và Alt là gì, thì đây các bạn có thể thấy chúng ta đè phím Ctrl trước ha và đi, thì các bạn nó sẽ đưa cả cái neo đối xứng của nó luôn, đưa cả cái neo đối xứng của nó đi theo cái neo mới. Còn cái việc mà bạn click Atlas, ngoài cái việc là nó khác cái con chuột ra để chúng ta dễ nhận dạng hơn, thì khác biệt về chức năng nó như thế nào, đây các bạn có thể thấy ha, nó không có bị ảnh hưởng mà cái neo trước đấy chúng ta đã làm rồi. Ok tiếp tục tạo những cái điểm neo mới như vậy, bạn cứ đè xuống kéo ra, đè xuống kéo ra, ok ha, cho tới khi nào hoàn thiện hết được cái này. Ở đây mình không có làm chi tiết ha, chỉ đơn giản là cái vậy thôi, mình làm một ít ở phần này, các phần sau thì các bạn cứ làm liên tục, nhớ nhìn theo cái mắt nhìn của chúng ta ha. Ở đây mình ví dụ như tiếp tục ở gần cuối này, các bạn click click vào đây kéo ra, cứ cố gắng kéo ra, chúng ta có cái chúng ta có thể chỉnh sửa lại về sau ha. Click đây kéo ra rồi gặp vấn đề tiếp. Bây giờ mình đang làm đây và mình nhận thấy cái neo nào nó bị lệch ra ngoài thì chúng ta sẽ chỉnh sửa như thế nào. Rồi tiếp tục bấm phím Ctrl và kéo lại giống như hồi nãy mình đã nói ha. Rồi ok tiếp tục kéo, tiếp tục kéo. Rồi các bạn bấm lại vào đây cho tới khi nào cái con mèo đó, cái mèo đó nó hiện ra có cái tròn tròn phía dưới đó, các bạn click vào là coi như chúng ta kết thúc một cái chỉnh sửa rồi, xong ha. Các bạn bấm chuột phải chọn Make Selection, cái feeder này thì nó là cái điểm giao giữa cái vùng mà chúng ta đã chọn với vùng ngoài, thì đây mình muốn cho nó sắc nét luôn, mình sẽ để nó không pixel. Ok nó sẽ cho chúng ta một cái vùng biên mà có thể gọi là hoàn hảo theo cái bước mà các bạn đã chọn. Thì công cụ pen này chúng ta sẽ sử dụng cho những cái hình dạng đơn giản như thế này, hoặc là nó có vẻ hơi phức tạp lên một chút nhưng mà nó sẽ hiệu quả, nó tùy biến theo được cái ý của chúng ta. Thì công cụ pen này còn nhiều cái chức năng khác nữa nhưng mà ở đây mình sẽ giới thiệu trước hết là về cái phần này ha, cái phần tách nền. Rồi tiếp theo ở đây nền nó chưa tách ra thì đây có một cách, đó là các bạn chọn vào background, đó là nó vẫn còn cái đường biên, đường kiến chạy, kiến bò này nha, đó là cái đường kiến kiến gì đó, kiến bò này phải. Các bạn click vào background và bạn Ctrl J và nó sẽ tách ra đây, thì mình có thể tắt tắt cái layer background đi, bạn có thể thấy cái vùng mà chúng ta đã tách ra đó. Rồi từ đây các bạn có thể đưa vào bất cứ cái nền nào mà các bạn thích. Tuy nhiên theo cái đánh giá của mình á, thì khi mà chúng ta ghép một cái nền mới thì chúng ta nên chọn một cái nền mà nó có cái màu nó gần gần giống như là cái màu cũ, để cái đường biên của chúng ta khi mà chọn như thế này, chúng ta chỉ đang ở cái mức độ cơ bản, thành ra là nó sẽ còn những cái vùng điểm giao mà chúng ta chưa xử lý hết được. Thì nếu các bạn có kiên nhẫn hơn thì các bạn có thể ngồi và làm xử lý tách nền tiếp tục. Ví dụ ở đây các bạn thấy phần này nó dư ra thì các bạn lại click pen ha, click vào, các bạn bấm chuột phải make selection để không, ok thấy nó dư thưa ra, các bạn bấm phím delete, ok xong mất. Rồi tiếp tục như thế tới khi nào các bạn cho là hoàn hảo, nhưng mà theo mình để nhanh nhất thì các bạn có thể tạo một cái background mới có màu gần giống như cái cũ. Ví dụ như ở đây mình tạo màu trắng chẳng hạn, mình tạo layer mới rồi mình đổ màu trắng
trắng lên thì nó sẽ gần như cây cũ nhưng mà nó hòa hợp hơn, nó hay hơn. Rồi xong. Đó là giờ này tiếp tục tới cái bức hình thứ hai. Thì ở đây có còn một cái cách đơn giản nữa mà mình quên hồi nãy mình không nói. Mình ví dụ như là ở đây mình muốn tách cái phần nhỏ ra trước đi, thì mình sẽ chúng ta cũng tạo một cái vùng chọn nhưng mà nó theo ý thích của chúng ta. Ví dụ như ở đây, đây chẳng hạn mình muốn tách cái áo rồi ra chẳng hạn, các bạn click ở đây, các bạn có thể thấy cái công cụ này nó sẽ tự đi theo cái biên. Đây là lý do vì sao mà mình khuyên các bạn nên sử dụng hình ảnh độ phân giải cao. Độ chênh lệch càng cao thì cái công cụ Magnetic Laser Tool này nó sẽ hoạt động càng hiệu quả hơn. Tiếp theo nữa là polygonal, đúng không? Không biết tạp sản nữa. Ok, click đây ha. Poly gì gì đó. Ok. Các bạn click theo. Click điểm neo, click điểm neo, click điểm neo, click điểm neo. Nó cũng sẽ tạo ra vùng chọn nhưng mình muốn cắt phần này ra. Các bạn chọn xong Ctrl J nó sẽ ra được một cái layer mới lại có cái phần đó. Rồi ha. Thì cái đấy thì nó chỉ sử dụng cho những cái cơ bản, cho những cái hình dạng cơ bản. Còn như cái phần tóc này thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Thì ở đây mình sẽ sử dụng công cụ này, Quick Selection Tool. Công cụ này sẽ hay hơn. Ở đây còn một công cụ nữa là Magic Wand Tool, nhưng mà cái phần này thì nó theo mình thì nó hoạt động không hiệu quả trong cái việc mà chúng ta tách tóc hay là tách nền mà có cái độ phân giải không hoàn toàn là cao. Đây khi nào nó thật sự là cao á, các bạn ảnh lớn mà các bạn chụp trong studio bằng máy full frame á, thì các bạn có thể sử dụng Magic Wand Tool, nó tương đối dễ dàng hơn. Còn trong những cái ảnh mà mình đeo trên mạng chẳng hạn, như bước này chẳng hạn mình đeo trên mạng về thì mình sẽ chọn Quick Selection Tool nó dễ dàng hơn. Các bạn sẽ chọn công cụ Quick Selection Tool và các bạn đè phím, đè chuột ha, bạn đi theo cái đường biên. Ok, tiếp tới cái vùng này, nó hơi thiếu thì các bạn chọn lại vào đây ha. Các bạn cứ việc kéo tiếp, nó sẽ tự động kéo ra cho các bạn. Cái này hơi thừa. Để xử lý cái phần thừa này như thế nào, các bạn đè phím Alt Delete ha. Đè phím Alt Delete thì cái dấu cộng nó sẽ chuyển qua dấu trừ. Dấu trừ nó dễ hiểu đấy ha. Các bạn click đè phím Alt Delete và các bạn bôi vào những cái vùng mà chúng ta muốn bỏ cái vùng chọn đi. Ok, các bạn buông phím Alt Delete ra, nó sẽ chuyển thành cộng. Hoặc nó không để cộng sẵn như thế này, các bạn đây chẳng hạn đó thì các bạn đè phím Shift thì nó cũng sẽ chuyển ra cái dấu cộng cho các bạn trong trường hợp nó không có dấu cộng sẵn cho các bạn ha. Ok, tiếp tục cái phần dưới này nó còn thiếu một xíu. Đây xíu. Lỡ rồi, chúng ta làm cho nó hoàn chỉnh luôn đó. Như những cái vùng này nó hơi giống màu của background, thành ra nó hoạt động không hiệu quả cho lắm. Nhưng mà mặc áo màu trắng chẳng hạn, ấy màu màu xám đậm hơn xíu nữa thì nó dễ hơn. Ok, được rồi, xong. Tới phần tóc, ở đây chúng ta chọn chưa hết vùng tóc ha. Rồi các bạn, xong. Tạm dừng ở bước này. Nó sẽ có một số vùng biên ở đây, vùng tóc mọi người chọn chưa, chọn hết luôn ha. Xong. Các bạn ở đây có một số vùng biên ở đây, chúng ta muốn lấy cái vùng tóc và khử những cái vùng mà chúng ta đã vô tình chọn này đi. Thì bản thân công cụ này chúng ta quét thì chẳng thể nào mà quét chính xác được như vậy đâu. Nhưng mà đây nó có một cái hiệu chỉnh cho chúng ta Refine Edge. Các bạn click vào Quick Selection Tool thì nó sẽ hiện ra Refine Edge cho các bạn. Thì các bạn click vào Refine Edge. Xong. Các bạn cái phần view mode này, các bạn click vào cái vùng hiển thị nào mà các bạn muốn nó tách ra khỏi nền nhìn nó dễ dàng hơn á, thì mình thường là sử dụng cái này nó dễ hơn. Xong ha. Radius cái vùng biên. Đây các bạn có thể hiệu chỉnh, bạn có thể coi cái vùng biên này thì mình thường để không. Rồi chúng ta chọn nó gần như là sát rồi, không muốn nó tăng lên nữa. Thì đây là độ mềm. Cái vùng biên contrast cho cái vùng mà chúng ta chọn.
À, cái chúng ta chỉnh sau ha, nhưng mà ở đây mình muốn làm sao để khử cái đống này đi. Giờ đây các bạn click vào công cụ này ha, Refine Radius Tool này ở phía trên này, bạn click vô, các bạn kéo chọn. À, các bạn cứ việc bôi ra những cái phần, ví dụ đây, các bạn bôi đi thì máy nó sẽ tự động nhận diện và nó khử đi những cái vùng mà mình đã chọn thừa. À, chọn thừa hoặc là chọn thêm cho chúng ta. Cứ bôi vào tự động máy nó sẽ xử lý dùng. Ở đây là hoàn toàn tin vào cái máy. Nhưng mà sẽ có đôi lúc cái ảnh của bạn độ phân giải thấp thì nó hoạt động không hiệu quả đâu, vì nó sẽ đưa ra cái vùng biên tương đối thừa thãi, nó không có đẹp. Ở đây coi như xong. À, rồi đây các bạn có thể thấy cái tóc của chúng ta đã tương đối tốt rồi đó. Đây tới adjust 8. Đây cái smooth, khi mình chỉnh hết cỡ lên các bạn sẽ thấy trong này mình không coi được. Thì đại khái là cái smooth này sẽ làm cho cái vùng biên của bạn nó mềm ra một xíu, nó thật hơn. Thì mình sẽ chỉnh nhẹ nhẹ thôi. Feeder. Cái vùng mềm như hai cái thứ thì mình sẽ cũng chỉ nhẹ nhẹ thôi, contrast cũng chỉ nhẹ nhẹ thôi. Đấy, click OK xong. Chúng ta sẽ có vùng biên và các bạn bấm Ctrl J không ha. Rồi xong, các bạn có thể thấy cái vùng tóc của chúng ta đã được lấy ra một cách rất là tốt. Nhớ ha, chọn Quick Selection Tool, và sau khi đã quét vùng chọn xong thì bạn có thể bấm Refine Edge và các bạn sẽ xử lý được cái vùng mà bị thừa hoặc bị thiếu. Máy sẽ xử lý cho chúng ta. OK ha. À, tới đây thì các bạn có thể sử dụng cái layer này vào cho mục đích riêng của các bạn, ví dụ như là làm các bạn làm manip chẳng hạn vậy. OK, thì đó là những cái cơ bản. Tốt này coi như tới đây là xong rồi. Có thể các bạn ủng hộ mình bằng cách like và subscribe, còn nếu vui thì vui hơn nữa thì các bạn có thể bấm share giúp mình để ủng hộ mình. Các bạn có thể comment ở phía dưới này để mà mình tiếp nhận hết những cái ý kiến đóng góp của các bạn, làm cho cái tool sau của tôi nó được hoàn thiện hơn. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn.